Trong những thử thách khó khăn, liệu ta có tìm thấy sức mạnh tích cực? Với vài người, mỗi ngày sống trong xe là từng bước gần hơn tìm lại ngôi nhà thực sự. Với nhiều người khác, trải qua thách thức cho họ cảm giác là người bình thường. Đôi khi, trong cái rủi có cái hay, tiếp sức ta kiên cường. Khiếm khuyết có là giới hạn, hãy giúp họ chiếm giữ lợi thế. Trên hành trình dài, họ tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Và đôi khi, khoảnh khắc thất bại cho họ sức mạnh trở nên bất bại. Red Bull tiếp năng lượng để ta thấy tích cực trong mọi khổ cực.